Em chào tất cả các bác đến với kênh Cây Xuân Có Ba Miền nhé. Thì tiếp tục những cái video mà em sẽ giới thiệu tất cả các bác về những cái dòng cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Thì hôm nay thì em lên đây để giới thiệu tất cả các bác về một cái dòng cây trồng rất là phổ biến trong vài năm trở lại đây nhé các bác nhé. Các bác lựa chọn này làm cây trồng kinh tế rất là nhiều. Đó chính là dòng cây hoa đào các bác nhé. Đào thì giờ hiện tại thì trên thị trường trường sẽ có 3 dòng đào chính. Đó là dòng đào phai này, dòng đào bích và dòng đào bạch các bác nhé. Tuy nhiên thì hiện tại bây giờ thì là phổ biến nhất vẫn là dòng đào bích. Đào bích thì màu nó đỏ thẫm thì rất là đẹp các bạn. Khách lựa chọn rất là nhiều. Thì hôm nay thì nhà em cũng chuyển hàng đi cho khách. Vào dịp cuối năm khách nhà em đặt thì là em cũng nên quay luôn cho các bác cái quy trình đóng hàng cũng như là cây giống hiện tại các bác nhé. Đây là những cây kia đào bạch. Đào bạch thì thông thường thì lúc nào nó cũng sẽ lớn chậm hơn những cái dòng đào phai và đào bích rất là nhiều các bác nhé. Đào phai, đào bích, đặc biệt là đào bích thì cây lúc nào phát triển rất là mạnh, rất là tốt và đẹp. Tuy nhiên chỉ duy nhất cái dòng đào bạch thì là lúc nào cây nó hơi xấu hơn một chút thôi, tức là mầm nó không lên nhanh như được như đào bích. Đây là cây đào bích các bác nhé. Hàng em đang vận chuyển đi cho khách. Cây hiện tại thì bây giờ là nhà em nó cao được khoảng tầm 25 phân các bác nhé, khá là đẹp, đã đủ tiêu chuẩn để trồng rồi. Đối với giống đào này thì thông thường thì khách hàng sẽ trồng khoảng tầm 1 năm đến 1 năm rưỡi là đã cho thu rồi. Sau 1 năm thì các bác có thể là cắt cành đi để lấy mắt để bán các bác nhé. Và sau 1 năm rưỡi đến 2 năm thì có thể là bán cây to, bán những cái cây thành phẩm ra thị trường. Thì hiện tại bây giờ thì vốn đầu tư dòng đào này thì cũng khá là rẻ. Và thứ hai là cái thời gian thu thì vốn rất là nhanh. Và công chăm sóc cũng khá là ít, vì thế là rất là nhiều bà con đã sử dụng dòng đào bích, những cái dòng đào này để làm cây trồng kinh tế thay cho những cái dòng cây ăn quả ở phía Bắc Giang này, Tuyên Quang này, Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh. Dòng đào này bán rất là nhiều tỉnh thành các bác nhé. Nó không như cây ăn quả thì chỉ là những cái vùng đặc trưng thì bác hay trồng những cái tùy từng loại cây. Tuy nhiên đối với dòng cây dòng hoa đào này thì gần như là rải khắp cái khu vực miền Bắc của Việt Nam. Và trong khu vực miền Nam thì sẽ có là Tây Nguyên này, Lâm Đồng cũng có trồng này. Và Tây Nguyên thì có Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột này, Gia Lai này, Kon Tum này. Đó là những cái khu vực mà trồng những cái giống đào này rất là nhiều. Đó, hàng em khi mà đánh lên thì có dâm mục cho các bác, vận chuyển đi cực kỳ là an toàn luôn. Đó, cây thì đóng vào sọt cuốn rất là cẩn thận. Một sọt thì nhà em đóng được từ khoảng tầm từ 80 đến 100 cây các bác nhé, tùy cái số lượng các bác muốn đóng. Cây thì toàn bộ là cây ghép hết. Rất nhiều bác đã mua đào hạt và các bảo các bác cũng có thắc mắc là sao giá nó rẻ như thế. Thì đối với đào hạt thì như các bác đã biết thì hoa nó rất là ít. Kể khách hàng nào các bác đã trồng đào bạch rồi các bác cũng sẽ thấy, đào hạt rồi các bác đã thấy hoa nó cực kỳ ít luôn. Còn riêng đối với những cái dòng đào ghép này thì các bác có thể thấy khi mà cây nó nở hoa, cây nó cuối năm nó cho nụ ấy, rất là sai và nở hoa cực kỳ nhiều nhé. Đó, đây là cô nàm đang dâm ủ các bác nhé. Thì nhà em thì dâm ủ đa phần bằng cát thôi, cho nó nhanh bén dễ để khách hàng trồng thì nó không bị trột. Thì trước thì em có làm một cái video vườn đào thì nhà em ghép ở ngoài ruộng rồi. Thì hôm nay thì em quay luôn cho khách hàng xem cái quy trình đóng gói cũng như vận chuyển cây của nhà em nhé. Nhà em đóng sọt để cuốn bao cực kỳ cẩn thận luôn, vận chuyển cho khách. Thì các bác hoàn toàn gần như là yên tâm tuyệt đối các bác nhé. Những cái dòng đào này thì rất là khỏe. Đi vận chuyển xe khách khoảng tầm 1-2 ngày vào miền Nam ấy. Vào miền Nam thì nó bị héo một chút thôi. Còn sau khi mà bỏ ra tưới nước thì cây nó sẽ lại tươi tắn trở lại. Còn đây là mặt hoa các bác nhé. Mặt hoa vừa rồi là những cái bông đào phai 5 cánh kép. Cây giờ rất là đẹp, mỡ cây lắm các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Và đào chỉ có những dịp cuối năm, giáp Tết và dịp đầu năm nó mới đẹp các bác nhé. Khi mà ra sang tháng hè cái thì cây đào rất là cao và xấu. Và trồng thời điểm đấy thì chuột cấy rất là nhiều. Đó thì em lên đây để giới thiệu qua cho tất cả các bác về những cái nô đào nhé em. Đang vận chuyển đi cho khách này. Thì khách hàng nào mà quan tâm mà muốn đặt số lượng lớn thì có thể IB trực tiếp Zalo cho em nhé. Em sẽ tư vấn cụ thể tất cả các bác. Còn bây giờ thì em xin tạm dừng lại ở đây. Chúc tất cả các bác thật là nhiều sức khỏe và có một năm mới thật là an khang và thịnh vượng.
Em chào tất cả các bác.